Tay này mồ hôi nhiều quá, cho nó cái cuốn cán vậy. Có biến gì đây? Sáu ui rồi. Ui rồi ôi. Bánh cầu trong cuốn cán thế này này, sẽ ướt đấy. Như mưa vậy. Rồi, tháo ra. Ui còn cuốn cán bên trong nữa này. Ảo thật đấy. Cuốn hai lớp liền. Tháo cả hai lớp ra. Mới tập chơi là phải cho cầm du long luôn thì nó mới oách. Tay này mồ hôi nhiều quá, cho nó cái cuốn cán vải. Cá nhân mình thì không thích chơi cuốn cán vải cho lắm. Còn anh em thì thế nào nhỉ? Hai thằng băng mạnh đấy. Băng. Úi dồi ôi. Nó. À. Ăn con. Úi dồi ôi. Băng. Úi dồi. Ái chả phòng thủ tốt. À khéo đấy. Bám đi. Được. Tiếp tục. À hay quá. Ái chả khéo quá. Ái chả. Bám đi đảo. Mày bám vào chú bây giờ. Úi dồi ôi. Ôi gần được. Anh em đến sân mình đánh cầu nhá. Hôm nay hơi bị đông ấy. Các cháu vã hơi nhiệt tình. Cháu Sơn. Đấy. Chưa có ghế đẹp nên là các cháu ngồi tạm ghế nhựa thôi. Hôm nào mua ít hàng ghế được đẹp. Sân mình ở Trường Xá, Lương Tài, Bắc Ninh nhá anh em nhá. Bấm. Wow, càng lấy. Khán giả cổ vũ xem nào. Cổ vũ lên. Càng lấy. Đúng rồi. Cổ tay rất khỏe. Đúng luôn. Rất nhiệt tình. Hay. Ui về. Ui trời ơi. Băm. Ui rồi. Bao nhiêu rồi? Hay quá. Ui giời. Không biết cuốn cán à? Cuốn vào. Cứ bóc ra. Ui giời, lớn tầm này rồi, lớp 6 rồi, không biết cuốn cán. Đấy, anh em thấy màu cam đẹp không? Mướt luôn này. Cứ cuốn đi, cuốn vừa vừa thôi. Cuốn dày thế, tí nó lên cuốn đấy. Cuốn vừa vừa thôi, tí nó mới lên cán thì được. Mày cuốn thế thì nó vừa lên tận nóc. Ôi giời ơi. Con này còn chưa biết cuốn. Ui giời ơi. Bao nhiêu anh em ở đây là còn chưa biết cuốn cán nhỉ? Chết rồi, đi đánh cầu mà không biết cuốn cán này, chết dở. À chà, điều cầu đi, hay lắm. Hay quá, vẫn cuốn. Úi giời. Úi. À trời ơi. Vẫn kiểu gì? Vẫn xa ra. Chết dở. Thôi chịu thành niên. Bóc ra ngon nó vẫn lại. Nó đã có cứ của nó rồi. Ảo thật đấy. Quấn dưới thì dày chi chít vào. Quấn lại đi cái đít này đen đen này này. Quấn cho sát lên nó đỡ hở cái băng dính đen. Rồi. Khít là được chứ không cần chồng lên nhau. Đây là vẻ mặt rất tập trung của Thiên Phú khi lần đầu tiên thay cuốn cán vải. Đây có cần cái này nữa thì cần không thì thôi. Cho vào nó xấu. Thanh niên mới tập chơi oánh với lớp 6. Ái à. 1-0. Được đấy. Thanh niên đánh hết mình đi xem nào. Mày mà không thắng được thì anh Phú nữa thì thôi. Đấy phạt cầu tốt. Xoay vai nữa đi, chưa có vai rồi. Mới tập chơi nó hơi cứng. Từ dân võ sang đánh cầu nên là động tác hơi cứng các bạn nhá. Nhưng mà được cái lực khỏe lắm, người rắn giỏi khỏe lắm. Mấy hôm nữa là nó mềm ngay ấy mà. Mấy không rồi? À 3-0. Phát cầu mạnh ấy. Đấy, võ ràng là người cứng lắm. Quả bóng này cỡ chuẩn của người lớn hơi nặng mà dứa vẫn sút được. Hôm nay mua quả nhỏ nhỏ hơn một chút thì đóng nó mới căng. Yeah.
một câu nhựa đều 10.000 quánh bay như tên lửa nào. Phang thử phát xem nào. Mày phang đây. Ui giời, bục tôn nhà chú rồi. Con chảo quét sân đi. Ôi giời ơi. Mày đóng tiền 1 tiếng, mày đánh 3 tiếng, xong tối mày đánh 3 tiếng nữa là 6 tiếng. Lỗ 4. Ai à, ui giời mạnh thế. Đây bọn này đây, bọn này đóng tiền 1 tiếng, quánh 4 tiếng nên là phải cho quét sân bù trừ nợ. Quét sân trừ nợ.